Thanh Sơn Biên Dịch, bản quyền thuộc về bảo dưỡng cơ khí.com Bảo trì cơ hội, nâng cao độ tin cậy nhà máy Bảo trì phòng ngừa thường bao gồm theo dõi tình trạng và thực hiện các công việc nhằm kéo dài tuổi thọ thiết bị, các công việc bảo dưỡng định kỳ được lên lịch thực hiện theo tần suất. Một số công việc như đo nhiệt độ và đo độ rung phải được thực hiện trong khi các thiết bị đang hoạt động và trong khi đa số các công việc khác như làm sạch bên trong thiết bị thì phải được thực hiện khi thiết bị ngừng hoạt động bảo trì phục hồi được định nghĩa là công việc bảo dưỡng có liên quan đến việc sửa chữa hoặc thay thế các bộ phận bị lỗi hay bị hư hỏng đối với các dạng hư hỏng mà không thể theo dõi giám sát tình trạng để cho phép bạn lập kế hoạch bảo dưỡng kịp thời thì công việc đó sẽ được tiến hành kiểm tra khi có điều kiện hay có cơ hội ngừng máy, chúng ta gọi là bảo trì cơ hội. Trong quá trình thay mới bộ tết chèn làm kính trục của bơm ly tâm, có một số công việc kiểm tra đơn giản mà có ảnh hưởng đến tuổi thọ của vòng tết chèn mà có thể được thực hiện. Chúng bao gồm một Sử dụng một thanh đòn bẫy nâng trục máy bơm và đồng hồ so để kiểm tra độ rơ của vòng bi. 2. Kiểm tra trực quan mức độ mài mòn của trục hay ống lót trục, vị trí hợp tết chèn hoặc bất thường trên bề mặt trục bằng cách sử dụng một đèn pin nhỏ để soi sâu vào trong lòng hợp tết chèn làm kính. 3. Kiểm tra thứ tự vòng tết chèn là chính xác và vòng phân phối lan tình rinh ở đúng vị trí. 4. Kiểm tra mức độ mài mòn của ống lót thờ rốt bu sinh đầu trục. 5. Kiểm tra độ dài vòng tết chèn được cắt chính xác và chèn đúng cách không. 6. Kiểm tra vòng tết chèn sử dụng có đúng loại hay không. 7. Kiểm tra khe hở phía sau bánh công tác với vỏ bơm. 8. Kiểm tra độ cong bên của trục răng out. 9. Kiểm tra áp suất nước vào làm kính. 10. Chắc chắn rằng ống nước vào làm mắt hộp tết chèn làm kính được đấu nối chính xác. Khi bảo trì phục hồi được thực hiện, thiết bị sẽ được kiểm tra để xác định nguyên nhân hư hỏng và cho phép thực hiện các hành động khắc phục để loại bỏ hoặc giảm bớt tần suất hư hỏng tương tự trong tương lai. Sự kiểm tra này phải được đề ra trong kế hoạch công việc. Một ví dụ hay về sự hư hỏng của hộp tết chèn làm kính của một bơm trong dây chuyền công nghệ. Hộp tết chèn làm kính có thể được theo dõi bằng cách kiểm tra rò rỉ và vị trí của nắp tết chèn làm kính. Do đó, việc thay mới bộ tết chèn làm kính không nên vào một thời gian cố định mà nó nên được thay mới phụ thuộc vào tình trạng rò rỉ nhằm tránh lãng phí những công việc kiểm tra trên thường không được thực hiện theo kế hoạch định kỳ và chỉ có thể được thực hiện trong quá trình lắp vòng tết chèn trong một hệ thống quản lý bảo trì tốt kiểm tra cần được thực hiện trong thời gian bảo trì phục hồi một hư hỏng cụ thể chẳng hạn như hư vòng tết chèn sẽ được liệt kê ghi nhận và thực hiện vì vậy, đối với bất kỳ công việc thay mới vòng Tết chèn một máy bơm, danh sách kiểm tra, checklist ở trên nên được đưa vào phiếu công việc như là một quy trình tiêu chuẩn. Các công việc nên bao gồm đo đạt phù hợp cho các máy cụ thể, chẳng hạn như mài mòn cho phép của ống lót và khe hở bánh công tác, vân vân được thực hiện khi xử lý thay mới vòng tết chèn của bơm. Một danh sách kiểm tra tương tự như trên đối với bơm có thể được phát triển cho các dạng hư hỏng khác nhau cho các thành phần phổ biến chẳng hạn như động cơ dẫn động và hệ thống thủy lực tích hợp các công việc kiểm tra trực tiếp liên quan đến các hư hỏng vào kế hoạch công việc bảo trì phục hồi là một công cụ mạnh để nâng cao độ tin cậy của nhà máy